sau khi vào thay Tom Heaton ở trận giao hữu gặp Dortmund tối 30 tháng 7, Onana đối mặt với tình huống nguy hiểm. Maguire chuyển lỗi hướng tới Christian Eriksen, tạo điều kiện để Dortmund phản công. Onana đã sửa ngay cho đồng đội khi cản phá cú sút tận thành của Sebastian Haller, còn Karim Adeyemi đã bồi chạy cột. Ngay sau đó, thủ thành Cameroon hùng hổ chạy về phía Maguire và chỉ trích gay gắt cựu thủ quân Manchester United. Maguire không đáp trả, chỉ quay lưng rời đi. Sau trận, Onana thể hiện khác hẳn. Anh ca ngợi Maguire là cầu thủ đẳng cấp, kiểm soát bóng tốt, từng là đội trưởng Manchester United và có mối quan hệ tốt với trung vệ người Anh. Nhưng thủ thành thân binh cũng muốn đồng đội phải sẵn sàng vì anh luôn khắt khe mỗi khi thi đấu. Chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình, thủ thành 27 tuổi nói với MUTV. Tôi tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng bởi sai lầm sẽ xuất hiện. Chúng tôi không sợ mắc sai lầm vì đó là một phần của cuộc sống, và tất cả đều học hỏi từ những sai lầm. Nhưng nếu muốn giành các danh hiệu, chúng tôi phải đòi hỏi nhiều hơn từ nhau. Thật vinh dự khi thi đấu cho Manchester United, Maguire là cầu thủ hàng đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục, Onana nhấn mạnh không chỉ yêu cầu nhiều hơn từ ngoài, mà còn tất cả các cầu thủ Manchester United bởi họ cũng đòi hỏi rất nhiều và tin tưởng anh. Thủ môn người Cameroon giải thích họ truyền bóng cho tôi rất nhiều vì vậy tôi phải trao cho họ sự tự tin và tôi muốn các đồng đội truyền cho tôi để mang lại sự tự tin cho tôi. Onana trưởng thành từ lò đào tạo Barca nên được đánh giá cao ở khả năng dùng chân chơi bóng. Anh thi đấu cho Ajax giai đoạn năm 2016 đến năm 2022 trước khi gia nhập Inter theo diện cầu thủ tự do. Tại đây anh cũng tiếp tục phát triển tài năng của mình và đang thể hiện sự chuẩn bị và tinh thần cao trong môi trường mới tại Manchester United.